Đầu cabin chắc. Kêu xích tới nè anh Ngân ơi. Ngân. Kêu nó xích tới đặng á. Kêu cô bé xích tới đặng á. Anh kêu cô bé xích tới đặng nữa mới được. Xích tới lại ngay chỗ gần gần đặng á. Kêu nó xích tới chút nữa đi ngang vô vậy nè mới được. Gần gần lấy gần gần cabin á. Bậy anh móc bên hông này nè, đừng móc cái ruộng, nó mới bể thùng đó. Bể thùng đó. Móc trên á. Không được, bể thùng đó. Móc dưới bể thùng đó. Móc trên này nè, móc trên này nè. Móc trên mới được, mày móc dưới nó bể thùng á. Mày không tin móc thử coi. Móc trên nó không có dặn anh Ngân. Mày đưa gạo vậy nè. Mày đưa gạo vô vậy nè để mày gỉ. Ừ vậy đó. Móc trên. Móc trên. Dở cần lên. Móc ở trên. Quá wow, nãy dở. Dở lên cứ móc một mé đó là được à. Dở ghê. Anh móc ở dưới không có được đâu anh Ngân. Anh móc ở dưới không có được. Ừ ngay đó đó. Kêu nó cứ ấy từ từ vô thôi, tại không bảy nó mạnh mà. Bye.
kêu nó rỉ cần vô anh Ngân ơi, kêu rỉ cần vô đừng có vợ. Thấy xe mà